game up. Em à, hôm anh không đi nhà nghỉ đâu, anh livestream K2 cho anh em đây, không đi nhà nghỉ đâu nhá. Anh lừa cho bò lạc với cả trẻ con đi ngủ hết thôi, xong anh livestream đây, bye em. Đéo, kẹt. Tôi cố tình như thế cho mấy bọn coi như là trẻ con với lại bò lạc đi ngủ hết đi. Giờ này cũng 11 giờ hơn, chắc đi ngủ hết rồi, không sao rồi. Nên chúng ta có thể yên tâm ngồi chơi game 16 cộng cho sướng nhá. Cái gì? 2K6, 2K1 á? Phải cả cất 2K4 đếp. Đi ngủ ngay. Kênh tôi không cho phép 2K6, 2K4, 2K1, 2K7 xem nhá. Đi ngủ hết. Thì đéo nào game này mà cứ cho trẻ con bố mẹ không quản lý à? Mẹ phụ huynh phải quản lý con em chứ. Sao cứ để... Này... Tôi yêu cầu các bậc phụ huynh nhá, nếu mà có xem lại livestream này, yêu cầu con các anh chị đi ngủ ngay, nghe chưa? Không được xem tôi livestream. Mình sẽ nhờ nữ thần, bây giờ mới gặp nữ thần anh em ơi. Ngon lắm. Được gặp nữ thần rồi. Ngon. Mẹ. Ấy giời, cảm ơn cháu nhé. Được soạc nữ thần rồi, hóa ra bà này chỉ là bà già thôi. Còn nữ thần là người khác. Mẹ. Đâu nữ thần đâu. Ôi đéo mà rơi rủng kinh này. Chắc soạc nữ thần chắc phải hơn soạc. Mẹ soạc soạc phù thủy chứ anh em nhỉ. Chan nờ game mà sao gái vô soạc. Úi thổi ôi đây này. Ba em liền. Xinh thế này mà bảo quái vật. Đấy nữ thần đây này. Xinh thế này cơ mà. Chuẩn bị khăn giấy đi anh em. Đây mụ này mụ sẽ gọi nữ thần. Ba em liền threesome rồi. Threesome, foursome rồi. Mụ ấy đang gọi đấy. Không giống những gì mà ta hình dung về các người. Ta cứ tưởng các người là quái vật, hóa ra là gái xinh. May mà không nghe anh em lừa. Mấy con mẹ trong làn lại ngồi lê đôi mách. Nhìn chúng ta giống mấy mụ già lắm sao? Không em ạ, xinh lắm. Các em xinh lắm. Đéo giống già, xinh lắm. Sờ ta xem, ngon. Sờ chỗ cậu thấy thích nhất, ngon. Sờ thôi. Kìa mời kìa. Ôi dồi ôi kìa. Tiến lên cứ sờ ta xem. Sờ chỗ cậu thấy thích nhất. Đâu lựa chọn sờ ở đâu. Đích mỡ sờ ở đâu. Làm đéo có lựa chọn sờ. Ở kia sờ đi. Cái thằng này. Sờ đi. Có lẽ cậu ta chỉ thích những cô con gái có tóc màu cho. Không không không. Tóc như mấy em cũng được. Anh thích hết. Nhưng mấy con mụ nó bắt mình đi giết quái vật rồi. Hãy tiêu diệt con quái vật và chúng ta sẽ cho ngươi trịch. Kể cho cậu tất cả những gì chúng ta biết về cô hầu gái tóc màu cho. Nó bắt mình đi giết quái vật rồi. Giết xong nó mới cho soạc. Giờ thì người hầu chúng ta sẽ đưa cho cậu cái bao cao su à quên. Đưa cho cậu một con dao. Đấy này. Quay lại đây sau khi đã xong việc. Ngon. Được rồi anh em ạ. Cố gắng giết con quái thôi. Lấy con dao, lấy con dao, lấy con dao, lấy con dao. Đi thôi, gấp nhìn mấy em mẹ. Nữ thần ngon thì kia thì. Được rồi, ba đưa đây. Ủa? One hour later. Ngon rồi. Bây giờ về tìm mấy em thần rừng thôi. Đâu rồi? Ba em ngon đâu rồi? Ra đây ngay. Được trịch rồi, soạc rồi anh em ơi. Ra đây ngay. Được rồi. Biến ra nhanh lên. Ôi tiếng kìa, tiếng kìa. Ôi mẹ cái đéo thế này.
đéo gì thế này mẹ. Ôi trời ơi, ba em gái của tôi. Khốn nạn thật rồi. Úi dồi ôi, khiếp, ba con nhìn kinh không? Khiếp, em ở giữa ngực to thế. Rồi ôi khiếp, em ở giữa người đẫy đà lắm. Khiếp, con mụ kia cái mắt của nó còn là cái tổ ong kìa. Nhìn trông tởm không? Ôi mẹ, cái mắt con mụ này còn là cái tổ ong ạ. Khiếp mẹ, cái tổ ruồi. Nhìn kinh thế. Ôi trời ơi mẹ, mẹ. Ôi dồi ôi, con vỗ mông. Mông tròn thế. Mông sòn, mông tròn thế khiếp. Úi dồi, nó còn vỗ nữa chứ. Nhất hạn. Phải cả cứt. Phải cả đái.